Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần video giới thiệu tổng quan thiết bị cực hình 2. Và trong cái video lần này thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về chế độ setting, configuration để chúng ta thiết lập các thông số cài đặt dành cho thiết bị cực hình 2. Để tiến hành cài đặt các thiết lập dành cho thiết bị cực hình 2, chúng ta chọn một biểu tượng mặt trăng phía bên trên của màn hình. Thì trong giao diện xuất hiện cột bên tay trái là cột những thông số thiết lập và cột bên tay phải là bảng thông tin. Mục đầu tiên là một version là bao gồm thông tin phiên bản phần mềm, số serial number của máy và thông tin phiên bản hiện tại của các hãng xe. Trong phần network cho phép chúng ta kết nối wifi dành cho thiết bị cực hình 2. Để tiến hành kết nối wifi dành cho thiết bị cực hình 2, chúng ta chọn vào mạng wifi đang hiện diện tại nơi chúng ta làm việc và thực hiện kết nối wifi bình thường giống như thiết bị di động. Trong chế độ standby mode cho phép chúng ta thiết lập chế độ tiết kiệm pin cho thiết bị cực hình 2. Chế độ brightness cho phép chúng ta thiết lập độ sáng màn hình bằng cách điều chỉnh hiển thanh độ sáng. Trong phần language cho phép chúng ta thiết lập cài đặt ngôn ngữ cho thiết bị. Hiện tại cực hình 2 hỗ trợ cả cái ngôn ngữ tiếng Việt, điều này rất thuận lợi cho phép chúng ta sử dụng cực hình 2 ở chế độ tiếng Việt. Trong phần sound cho phép chúng ta thiết lập âm thanh kiểu trưởng chạm, khi mà chúng ta chạm vào màn hình thì âm thanh nó sẽ tương tác theo. Trong phần date cho phép chúng ta thiết lập chế độ ngày giờ hiển thị của máy. Phần user info là gồm thông tin của máy. Phần user info sẽ hiển thị khi máy được đăng ký từ đại lý ủy quyền của cực hình 2. Phần self test là chức năng tự kiểm tra, thì phần này chúng ta có thể bỏ qua. Phần keypad test thì phần này dùng để chúng ta kiểm tra các phím cứng trên cực hình 2. Phần touch calibration là phần này chúng ta điều chỉnh lại cái cảm ứng. Trong quá trình chúng ta làm việc thì có thể là mình cảm ứng nó không có chính xác. Chúng ta sử dụng phần touch calibration này để chúng ta chỉnh lại cái cảm ứng cho nó chính xác. Phần unit là bao gồm những tài liệu hiển thị của cực hình 2. Chúng ta sẽ điều chỉnh lại các thông số đơn vị hiển thị sao cho quen thuộc đối với chúng ta trong quá trình chúng ta sử dụng. Ở đây chúng ta sẽ thiết lập lại đại lượng unit, như là chúng ta điều chỉnh lại phần pressure, phần áp suất, phần air rate, tỷ lệ khí, phần speed, phần tốc độ, phần piston, phần khoảng cách và phần temperature là phần nhiệt độ. Vừa rồi thì tôi đã giới thiệu cho các bạn về cái tính năng setting thiết lập các cài đặt trong máy cực hình 2. Và trong video tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách thức tiến hành update phần mềm dành cho thiết bị cực hình 2. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã xem theo dõi video. Xin hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Thank you.